Hải Sơn xin kính chào tất cả các bác đang xem kênh YouTube của Thiên Hảo Audio. Ngày hôm nay sẽ là một chương trình khuyến mại đặc biệt khi giá một bộ dàn gồm có một đôi loa với một chiếc âm ly đang là 82 triệu thì sẽ được Thiên Hà cắt thẳng xuống chiết khấu duy nhất một bộ còn 50 triệu đồng. Đó chính là sự kết hợp của đôi loa kép R3 và chiếc âm ly Marantz PM7000N, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay về các thiết bị này. Nói về các dòng sản phẩm của kép thì họ có một cái giải sản phẩm cũng rất đa dạng. Và cụ thể là dòng sản phẩm R là một dòng sản phẩm hi-fi chất lượng tốt. Và thực sự thì dòng sản phẩm này được đánh giá rất cao với rất nhiều model khác nhau. Và các cái sản phẩm của trong cái dòng R này thì đều hay. Hải Sơn thấy rằng đôi loa Buxell R3 là một đôi loa như vậy. Nó là được đánh giá rất là tốt trên nhiều cái chuyên trang uy tín về âm thanh. Cũng như là khi mà các bác lên trang Erin Audio ấy, thì các bác sẽ thấy là anh ấy đã đánh giá rất cao đôi loa kép R3 này. Và các bác có thể thấy được rằng là cái đáp tuyến tần số khi mà đo trong điều kiện là chống trải lý tưởng ấy của đôi R3 này rất tuyệt. Tức là nó có một cái đáp tuyến, nó có độ bằng phẳng rất là cao, cho nên chúng ta sẽ nghe được các cái thanh âm nó rất là hài hòa và nó rất là cân bằng. Và tùy vào việc phòng chúng ta ra sao thì âm thanh nó sẽ khác nhau khi đặt vào những gian phòng khác nhau. Và đây cũng là một đôi loa mà nó có được một cái tiếng trầm cũng rất là hay. Tức là tiếng trầm của nó ấy, theo lý thuyết thì nó sẽ xuống là 58Hz ở mức -3dB. Nhưng mà cái đoạn tiếng trầm của nó thì nó sẽ còn thoải dần xuống, chứ nó không bị dốc đứng xuống, cho nên là nó sẽ xuống từ từ tới là 38Hz ở mức -6dB. Và khi đưa vào phòng nghe mà có cộng hưởng trầm tốt ở những quãng tần số như vậy, thậm chí chúng ta có thể nghe thấy âm thanh dưới 38Hz một chút. Đây là điều mà không phải đôi loa Buxell nào cũng có thể đạt được. Ngoài ra, khi các bác tham khảo thêm thì các bác sẽ thấy rằng là đây là một đôi loa nó có cái góc tỏa âm không những là đủ lớn mà nó có độ tập trung âm thanh rất là tốt. Tức là đây là họ dùng thiết kế là loa đồng trục, tức là họ sẽ đặt cái tweeter đo nhôm đường kính 1 inch này ở bên trong cái phần loa trung âm, có cũng là làm bằng vật liệu nhôm đường kính là 125mm, thì đây là cái cụm đồng trục. Thì cái cụm này tất nhiên là về cái góc tỏa tối đa thì tối đa nó rất là lớn, lên tới khoảng 160 độ theo chiều ngang. Nhưng mà các bác sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta ngồi mà cách xa quá cái trục của loa ấy, thì âm thanh nó sẽ mất bớt đi độ chi tiết, phải không nào? Và nó có thể đạt được cái độ chi tiết rất là tốt trong quãng từ trái sang phải là lên tới là 80 độ. Đấy là một thông số cũng rất đáng nể. Tức là ta sẽ có được một cái mức độ chi tiết và cường độ âm thanh không khác nhau quá nhiều ở trong một phạm vi từ trái qua phải lên tới 80 độ cơ mà. Cho nên là chúng ta có thể đặt cái loa này toe in một chút thôi, và sẽ có được một cái quãng trường âm thanh không gian rất là rộng từ bên trái qua bên phải, nghe rất là đồng đều nhau. Đây là một đặc điểm rất hay mà kép làm được, mà nhất là đưa vào trong mọi cái phân khúc loa, trong tầm giá từ thấp cho đến phân hạng cao. Ngoài ra, cái điểm độc đáo mà Hải Sơn đánh giá cao ở cái đôi loa này đó là đây là một đôi loa Buxell, nó cũng không phải là quá lớn đâu, nhưng mà nó có thiết kế 3 đường tiếng. Thì như quý vị thấy rằng là loa Buxell thì thường là sẽ là 2 đường tiếng thôi. Còn loa Buxell nào mà 3 đường tiếng ấy thì nó thành trông nó giống như là một cái loa thùng rồi. Nhưng mà với một kích thước này mà 3 đường tiếng thì hiếm gặp, bởi vì họ đã có được một cái cụm củ loa là gồm có cả trung âm và có cả chép ở trong một cái driver này. Cho nên cái driver ở dưới này họ sẽ là driver để đánh ra cái giải bass, cái giải trầm ấy. Và họ sẽ đặt một cái tần số cắt là quãng 400Hz trở xuống. Đấy, là sẽ cái loa trầm này nó hoạt động, tức là nó sẽ đánh ra tiếng trầm này, và nó sẽ đánh ra cái giọng hát ở cái quãng thấp, tức là giọng nam trầm ấy, là cái loa này nó thể hiện ra rất nhiều. Thực ra là nó còn đánh lên được cả 600Hz, 700Hz cơ, nhưng mà cái quãng đấy thì nó sẽ kêu nhỏ, cho nên chủ yếu nó sẽ hoạt động trong quãng từ 400Hz đổ xuống. Và từ 400Hz cho tới 2900Hz thì sẽ là cái phạm vi hoạt động của cái loa trung âm này. Và từ 2900Hz trở lên ấy là sẽ là loa tweeter, và tất cả các cái loa này đều làm bằng vật liệu nhôm. Cũng là một cái đặc điểm nữa là cái mảng loa này thì nó cong ở phía lõm vào phía trong nhá. Nhưng mà cái gân ấy, cái gân loa, cái viền nhún nó cũng lõm vào phía bên trong nên nhìn rất là độc đáo. Và khi quý vị nhìn sang phía đằng sau, quý vị sẽ thấy ở đây có một cái lỗ thoát hơi nhưng mà được đặt lệch một bên, lệch cái phía bên này. Thì cái lỗ thoát hơi này sờ về bên trong thì nó lại có cái vật liệu mềm kiểu như là silicone hay cao su gì đấy. Tức là nó sẽ khi mà cần thoát hơi nhanh thì nó sẽ nở cái lỗ này ra. Còn khi mà chúng ta bật nhỏ thì nó sẽ giữ cho loa không bị thoát ra quá nhiều không khí.
Còn cái bảng mạch đấu loa này, cái phần mà chúng ta cắm cái cọc đấu loa này nó cũng rất đặc biệt. Tức là đây là một đôi loa là hai cầu phân chia ra cầu dưới và cầu trên nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ không thấy jumper, mà jumper được làm ẩn ở phía đằng sau, ẩn ở phía trong loa ấy. Và chúng ta sẽ dùng cái núm xoay này để chúng ta xoay ra, thì tức là chúng ta đã cách cái jumper ra rồi. Và chúng ta xoay vào thì có nghĩa là chúng ta lại nối được cầu trên với cầu dưới. Thì cái thiết kế này nó rất là hay và độc đáo. Đôi loa này có một thông số như sau này. Chúng ta sẽ cần một cái chiếc âm ly dao động từ khoảng từ 15W tối thiểu cho tới khoảng 180W tối đa, đánh ra cho trở kháng 8 ohm. Và cụ thể thì nó có độ nhạy là khoảng tầm 87 dB và trở kháng thì 8 ohm. Và chúng ta sẽ phối ghép nó với chiếc âm ly Marantz PM7000N. Chiếc âm ly Marantz PM7000N là một chiếc âm ly rất là đáng cân nhắc nếu khi quý vị đang tìm kiếm những cái giải pháp phối ghép ở trong một cái tầm giá kiểu vừa phải. Thì PM7000N ấy, nó là một chiếc âm ly có mức công suất là 60W nhân 2 kênh ở trở kháng 8 ohm và 80W nhân 2 kênh ở trở kháng 4 ohm. Chất âm của nó thì khá hay, chất âm của nó nghe nó êm dịu, mượt mà, nghe nó cũng ấm áp, và nói chung là âm thanh là thiên hướng theo kiểu là mượt và có độ mịn nhất định. Và nó vẫn giữ được một cái độ chi tiết để chúng ta cảm nhận được các cái tiết tấu của bản nhạc. Nhưng mà cái điều mà Hải Sơn còn đánh giá rất cao chiếc âm ly này đó chính là chức năng. Đây là thực sự là một chiếc âm ly có rất nhiều chức năng. Nó như kiểu là âm ly mà tích hợp cái giải pháp để chơi nhạc trực tuyến, máy chủ chơi nhạc ấy. Cho nên là nó có thể cắm dây mạng vào này, hoặc dùng mạng wifi này, rồi có thể cắm ổ cứng đằng sau này, rồi chơi nhạc từ Spotify chẳng hạn, hay là AirPlay 2 này, Bluetooth này, Apple Music này, các cái dịch vụ chơi nhạc trực tuyến hỗ trợ rất là tốt. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bộ dàn với mức giá chỉ có 50 triệu đồng này. Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời bơi vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ, mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu. In the arms of the angel, fly away.
giá tham khảo là 82 triệu và mức giá chiết khấu sâu bán thẳng đến tay quý vị chỉ có 50 triệu đồng. Khi quý vị ở trong phạm vi nội thành Hà Nội thì nhân viên của Thiên Hào Audio sẽ free ship miễn phí vận chuyển và lắp đặt đến tận nhà quý vị và hiệu chỉnh sao cho nó hay và phù hợp. Quý vị hãy tham khảo bộ dàn này tại Thiên Hào Audio số 5 ngõ 198 Phố Thái Hà. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.